Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm, tập 352. Thanh đẩy ngừng lại, Trác Phàm quay người nhìn qua, nhìn thấy người kia không phải là ai khác mà chính là nhị công tử vừa mới bò dậy. Thế nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Ngô Như Trạch lớn tiếng mắng: "Lão nhị, không nên gây chuyện quấy nhiễu khách quý, để xem phụ thân thu thập đệ như thế nào, chẳng lẽ đệ quên chuyện 3 năm trước rồi sao?" "Cũng vì không quên 3 năm trước, ta mới càng ngày càng không quen nhìn những thứ khách quý này của các ngươi." Như công tử nghĩ rằng chỉ Trác Phàm rống to: "Có con chúng ta đơn đấu, Ngô Nhân Đông ta lần này tuyệt đối không dễ bị ngươi đánh ngã đâu." Ngô Nhân Đông lông mày nhíu lại, Trác Phàm nhướng mắt liếc hắn một cái, lại cười thần bí, không nhìn hắn nữa, nhàn nhã rời đi, lại ra kia một đường hầu hạ bên người. Mà Ngô Nhân Trạch thì vung tay lên để hộ về kéo lấy nhị đệ vẫn đang la hét, còn hắn thì tiềm hành đến một tòa trang viên cao lớn. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa giòn giã vang lên. Trước bàn làm việc được tạc từ ngọc bích trong suốt như gương, một đôi bàn tay già nua đang lật xem tài liệu đột ngột dừng lại. Đôi tóc hoa râm nhẹ nâng lên, một khuôn mặt già nua nhìn về cánh cửa, thản nhiên nói: "Ai vậy? Chuyện gì?" "Phụ thân, là hài nhi. Hài nhi có chuyện quan trọng muốn nhờ phụ thân định đoạt." Bên ngoài cửa một âm thanh quen thuộc truyền vào, Lại Giang nghe xong liền biết được thân phận người đến, kế gật đầu: "Là Nhiên Trạch à, vào đi." Cánh cửa khẽ mở ra, Ngô Nhiên Trạch nhẹ bước đi vào, theo sau là 5-6 hộ vệ dung hồn cảnh hậu kỳ, mà thú hạ bọn họ đang đè ép một người khóe miệng chảy máu, mặt mũi bi phẫn, không ai khác chính là nhị công tử Ngô Nhiên Đông. Lại Giang kia nhìn qua mọi người, trong lòng như hiểu ra điều gì đó, bất đắc dĩ thở dài, cũng không hỏi gì. Ngô Nhiên Trạch cúi người hành lễ, mặt không gợn sóng nói ra: "Phụ thân, con nhờ người cấm túc nhị đệ nửa tháng, để đệ ấy không làm hỏng việc làm ăn của thương hộ chúng ta." "Nó lại làm gì?" Thở ra một hơi, Lại Giang kia tiếp tục dựa vào bàn xem tài liệu, dường như có chút không quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai huynh đệ bọn họ. Ngô Nhiên Trạch hé miệng vừa mới lên tiếng, Ngô Nhiên Đông đã tránh thoát sự trói buộc của mấy hộ vệ kia, vọt tới trước bàn lão giả hung hăng vỗ mạnh cái, hét lớn: "Ta làm sao nào? Chẳng lẽ ông không nhìn ra được sao? Ta bị người ta đánh đó." "Phụ thân, người kia là khách hàng lớn, tuyệt đối sẽ nâng cao vị thế của thương hộ chúng ta trong năm châu." Làm như không nghe thấy nhị đệ hắn nói gì, Ngô Nhiên Trạch lạnh nhạt tĩnh tâm bẩm báo: "Lúc trước nhị đệ cùng vị khách nhân kia có chút mâu thuẫn, may mà khách nhân vẫn không bị thương, hắn ta không quá để ý tới chuyện này, vẫn quyền ý giao dịch với chúng ta, cho nên để tránh nhị đệ gây phiền toái, có tính cầu phụ thân cấm túc nhị đệ để không ảnh hưởng tới khách quý, gây tổn thất lớn cho thương hội." Ngô Nhiên Đông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Nhiên Trạch nói ra: "Đại ca, huynh không cần nghe đầu đuôi sự việc liền đem mọi sai lầm đổ ập lên đầu ta sao?" "Nhiên Trạch, người kia là làm ăn lớn sao?" Không đợi Ngô Nhiên Trạch mở miệng, lão giả ngồi ở bàn đã nhẹ nhàng nói, trong mắt có một tia gợn sóng, hoàn toàn không quan tâm đến ủy khuất của nhi tử hắn, chỉ quan tâm làm ăn lớn hay nhỏ mà thôi. Khẽ gật đầu, Ngô Nhiên Trạch cũng nhìn Ngô Nhiên Đông đi về phía lão giả nói rõ mọi chuyện: "Phụ thân, người này làm ăn tương đối lớn, còn lớn hơn Bắc Hải Ngân Giao rất nhiều." Cạch, một tiếng động vang lên, nhà gia kia nhất thời ngừng động tác, trong mắt run rẩy mãnh liệt nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch nói ra: "Người nói cái gì? Có thể so sánh với Bắc Hải Ngân Giao sao?" "Không phải có thể so sánh với, mà là làm ăn lớn hơn Bắc Hải Ngân Giao đó." "Sao thể chứ? Mấy ngày năm qua chúng ta vẫn luôn muốn làm Bắc Hải Ngân Giao, nhưng khổ nỗi không có con đường, những người Bắc Châu cũng không đủ dùng, bọn họ cũng rất nghiêm khắc, nhưng bây giờ con nói làm ăn còn lớn hơn Bắc Hải Ngân Giao thì đó là cái gì chứ?" Trong mắt lão giả lóe lên ánh sáng nóng rực. Ngô Nhiên Trạch mỉm cười khẽ gật đầu: "Phụ thân, đây cũng chính là chuyện con muốn báo cáo với người cha xem này." Nói xong, Ngô Nhiên Trạch đưa ra một viên đá màu đen, Lại Giải nhớ mà tiếp nhận lại không hiểu lắm: "Phụ thân, người thử nghiệm vận chuyển công pháp luyện hóa thử một chút đi." Miếng cờ thần bí, Ngô Nhiên Trạch giống như Trác Phàm lúc nãy nhắc nhở lão giả hành động, nhìn hắn thật sâu, Lại Giải khẽ gật đầu, sau đó làm theo lời hắn nói. Lại Giải lúc này như Ngô Nhiên Trạch lúc trước trước mặt Trác Phàm, viên đá trong tay đột nhiên hút vào trong cơ thể, trần nhà mắt khí thế toàn thân tăng vọt, nguyên lực cuồn cuộn như muốn phóng ra ngoài, toàn thân cao thấp đều tràn ngập sức mạnh. Lão giả lập tức kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch nói ra: "Chuyện này đây rốt cuộc là cái gì chứ? Ma linh tinh thạch."
Trên mặt tràn đầy hưng phấn, Ngô Như Trạch vội khom người cúi đầu, đem tất cả mọi chuyện báo với lão giả kia. Thứ này, vị tiên sinh kia đã chi cho chúng ta 100.000 thạch, về sau còn làm ăn lâu dài với chúng ta. Hắn chỉ muốn mượn thương đạo một chút mà thôi. Hà Nhi đã đồng ý với hắn, nhờ phụ thân nhanh chóng xin được sự chấp thuận của thành chủ để làm việc làm ăn được thuận lợi. Lão giả bình tĩnh gật đầu, cười lớn một tiếng thốt lên: đương nhiên, làm ăn lớn thế này sao thể bỏ lỡ chứ. Lão phu phải đến phủ thành chủ một chuyến, xin phê chuẩn của hắn. Hay già, cái tên bắt đi cẩn ngọc này chỉ là bao tải cơm, còn muốn học người ta giả ngu. Mỗi lần lão phu phải trao đổi với hắn loại chuyện nhỏ nhặt này, một mình nhìn cạnh người đã đủ rồi. Có điều chuyện này cũng không gấp, chừng 2 năm nữa lão phu sẽ chính thức truyền chức vị hội trưởng thương hội này cho con. Đến lúc đó con mài dũa tên hỗn tử tử kia. Bất chấp cười một tiếng, Ngô Như Trạch cũng không nói gì, ánh mắt khá bình tĩnh, không bởi vì được cho thừa kế toàn bộ thương hội mà hưng phấn. Bởi vì đây vốn là chuyện đương nhiên. Trong hải xuyên thương hội, hắn đã sớm có địa vị không thể lay chuyển. Phụ thân tán thưởng hắn, mọi người trong thương hội tôn sùng hắn. Tuổi còn trẻ đã trở thành chủ quản tối cao, chỉ dưới phụ thân hắn. Việc làm ăn lớn nhỏ để không cần phụ thân hắn ra mặt, hắn đều có thể giải quyết, chưa thất bại lần nào. Điều này khiến phụ thân hắn yên tâm hơn nhiều, truyền lại cơ ngơi cho hắn chỉ là chuyện sớm mà thôi. Còn việc tranh giành tài sản, tranh giành chức vị sao? Xin lỗi nha, hắn chưa từng để đệ đệ bất tài của hắn vào trong mắt. Xem đệ đệ hắn như hư vô, có hay không cũng không quan trọng, nên không có gì phải ganh ghét. Chờ một chút, thế mà ngay khi lão giả kia muốn rời đi, một tiếng hét lớn vang lên. Ngô Nhân Đông mặt mũi tức giận, trong mắt đầy tơ máu nhìn hai người. Phụ thân, đại ca, trong mắt các người chỉ có làm ăn thôi sao? Người có thương hội bị người ta làm nhục nhã, ngay cả nhị công tử bị người ta đánh, hai người cũng không có phản ứng gì sao? Làm ăn mà chỉ ủy khuất như vậy, cho dù làm ăn lớn thì là cái gì chứ? Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lại ra kia lại bắt đầu dĩ lắc đầu. Hay già, Nhân Đông à, lão phu đã sớm nói với huynh đệ các ngươi rồi, làm ăn phải dĩ hòa vi quý. Người làm ăn với chúng ta đều là danh môn vọng tộc, đừng nhìn vào việc làm ăn khắp năm châu của chúng ta mà phân tích một chút. Dù có giàu thế nào thì cũng không cạnh tranh được với quan viên, từ xưa đến nay đều không thể thay đổi. Một khi đi sai đường, chỉ sợ sẽ gặp họa diệt môn, lúc nhận ra thì đã muộn. Bằng không, một kẻ bất lực như Bách Lý Cánh Ngọc, vì sao lão phu đều phải nhún nhường cúng người trước hắn chứ? Không phải bởi vì hắn là người của Bách Lý gia sao? Đừng nói đến Bách Lý Cảnh Ngọc, ta hận không thể giết hắn. Ngô Nhân Đông phẫn hận khoát tay chặn lại, các mắt đều là xuất hiện sát ý. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngô Nhân Trạch lúc này hét lớn: nhị đệ chớ hồ đồ, chúng ta làm ăn phải luôn dĩ hòa vi quý mới có cơ ngơi ngày hôm nay, bằng không lấy gì tạo điều kiện để đệ tu luyện đây? Đệ cho rằng đệ chỉ có thể đạt tới dung hồn cảnh nhanh như vậy sao? Mà không có thực lực, trước mặt người khác đệ cũng chỉ là kẻ yếu, mặc cho người ta ăn thịt mà thôi. Với chúng ta bây giờ phải không đúng nền bờ, không phải giống như kẻ yếu sao? Nhìn lên chúng ta là kẻ yếu, nhưng nhìn xuống chúng ta là cường nhân chân chính. Nếu chúng ta không làm ăn nữa, gia tộc vẫn bị diệt, thì đi tới chỗ nào chúng ta đều là kẻ yếu. Để suy nghĩ kỹ điều này đi. Lạnh lùng lý gì hắn, Ngô Nhân Trạch tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía những người còn lại: ta đi với phụ thân đến phủ thành chủ, các ngươi bắt hắn giam lại cho ta, dù thế nào có tuyệt đối đừng để hắn làm phiền vị khách quý kia, ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta, ta hỏi tội các ngươi đó. Với những lời, hai cha con không thèm nhìn Ngô Nhân Đông mà đi thẳng ra ngoài. Những hộ vệ kia đưa mắt nhìn bóng hai người rời đi, không người cúi đầu. Thế mà còn không đợi bọn hắn đứng thẳng lên, một tiếng nổ thật lớn phát ra, bọn họ giật mình quay đầu nhìn qua, chẳng biết từ lúc nào trong phòng chẳng lạ xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Ánh mặt trời chiếu rực khắp căn phòng mà chỗ Ngô Nhân Đông đứng lúc đầu giờ đã không còn nữa. Hỏng bét, những công tử chạy rồi, nhanh đuổi theo. Mọi người liếc nhìn nhau trong lòng sợ hãi, nhanh chóng chạy đuổi theo hướng lỗ hổng kia, trên nhà mắt bay lên bầu trời. Không một ai biết được, trong bụi cỏ ngoài căn phòng kia, đầu Ngô Nhân Đông chợt ló ra, nhìn bóng người bọn họ đi xa, hai tay siết chặt, nghĩ là nghĩ lợi: các người muốn cuộc làm ăn này, ta sẽ phá hủy nó. Nói xong, Ngô Nhân Đông cũng bước chân ra, bay thẳng về một hướng khác, chính là khách sạn lớn nhất ở Tụ Kim Thành. Mà đời đó cũng là chỗ Ngô Nhân Trạch sắp xếp nơi đặt chân của cha con Trác Phàm. Nửa canh giờ sau, trong một căn phòng tráng lệ, Ngô Nhân Đông bị thương yên tĩnh nằm đó, hô hấp yếu ớt, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Trác Phàm ngồi ở đầu giường, nắm tay đứa trẻ
kiểm tra một chút, anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may cơ thể không chuyển biến xấu. Vốn anh có thể đặt Cổ Tâm Thông trong nhẫn mang đi cho tiện, nhưng lại sợ sức khỏe Cổ Tâm Thông chuyển biến xấu nên cõng theo trên lưng để theo dõi. Hiện tại đã qua mấy ngày, thương thế Cổ Tâm Thông đã ổn định, anh cũng yên lòng. Hải Xuyên thương hồi. Sau khi xem xét tình huống Cổ Tâm Thông, tâm tình Trác Phàm bình tĩnh trở lại, tỉnh táo một chút. Nguyên Nhân Trạch cùng toàn bộ thương hội làm thương nhân đều thông minh thảo phát, nhưng quá mức trục lợi lại làm cho người không yên lòng. Thương nhân xem trọng lợi nhuận hơn ly biệt, riêng người trong thương hội lại càng như vậy, cho nên dù có chấp nhận cũng dễ dàng bị phản bội. Nhưng vì công tử đi ra, ngươi là ai? Đi ra cho ta, ta muốn đền đấu với ngươi. Không ngờ còn không được anh tiếp tục suy nghĩ, một tiếng hét vẫn phẫn nộ vang lên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng, Trác Phàm bật cười ra tiếng. Ngồi nhìn đông, Trác Phàm anh còn chưa tìm đến tên tiểu tử này, hắn đã tìm đến cửa rồi. Rất tốt, rất tốt. Một bóng đen lướt qua, Trác Phàm liền xuất hiện trước người Ngô Nhân Đông. Nhìn xung quanh một chút, khi thấy không có ai, khẽ cười nói: làm sao thế? Dọn sạch hiện trường mới tới đánh nhau sao? Ta là vị công tử Hải Xuyên thương hội, ta bảo họ cút đi, bỏ dám không cút sao? Lần đầu nhìn Trác Phàm, Ngô Nhân Đông quá thành thốt lên: hôm nay chỉ có hai người chúng ta, bổ công tử có thể xuất ra toàn lực, sẽ không bị như lúc trước, để người có cơ hội lợi dụng. Lông mày nhíu chặt, Trác Phàm liếc nhìn hắn khẽ cười: thì ra là thế. Ngươi sợ thương tổn người vô tội sao? Xem ra tấm lòng nhân ái của ngươi còn bao la lắm. Bản thân mình còn không để ý tới, còn muốn nghĩ đến người khác sao? Phải biết rằng ngươi là bại tướng dưới tay ta. Lần đơn đấu này ngươi thực sự có lòng tin đánh thắng ta sao? Im miệng, mặc kệ có thắng hay không, hôm nay xem như cười kết quán với Hải Xuyên thương hộ chúng ta. Nằm mặt đi! Nói giận gầm lên một tiếng, Ngô Nhân Đông đạp chân phóng về phía Trác Phàm, đồng thời trong tay kết ấn, khí tức băng lãnh từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn phát ra. Vũ khí huyền gia cao cấp Băng Long Bạo. Biết Trác Phàm không phải thương nhân tầm thường, không thể khinh suất, Ngô Nhân Đông vừa tiến lên đã sử dụng bản lĩnh sở trường toàn lực ứng phó. Trong phút chốc, gầm thét lao lên, thân thể Ngô Nhân Đông lập tức hóa thành từng đạo minh quang băng lãnh, âm vang khuếch tán, hóa thành chín đạo râu mảnh trắng xám hung hăng đánh về phía Trác Phàm. Ánh mắt Trác Phàm khiếp lại, anh tin rằng còn một loại vũ khí những người khác bị cảnh giới xuất ra sẽ có uy lực khác nhau. Mặc dù Băng Long Bạo là huyền giai vũ khí, nhưng Ngô Nhân Đông lại là cao thủ dung hồn cảnh, thần hồn vẫn là nguyên tố thần hồn, bằng phách ngàn năm. Cứ như vậy, thần hồn và vũ khí dung hợp, toàn bộ thân thể sẽ hóa thành băng long chiến đầu, uy lực nâng cao một bước. Có điều tai hại cũng rõ ràng, nếu gặp phải cao thủ có thể khắc chế nguyên tố thần hồn, khi bản thân xông lên có thể đánh bại đối thủ, bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm, khó thể thoát ra. Rất đáng tiếc, Trác Phàm chính là một tồn tại như vậy. Trác Phàm cười khẽ, chân nhảy đạp bước, trước khi cửu long xông lên đã bay thẳng lên lượn lên không trung. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, nơi lúc trước anh đứng bị chín đầu băng long trùng kích nổ tung lên, từng trận hàn khí nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía, nhất thời đóng băng hết thảy mọi vật quanh khách sạn, cùng với tiếng gió thổi qua toàn bộ vỡ vụn. Mà sau một kích kia, chín đầu băng long không biến mất mà ngửa đầu nhìn Trác Phàm trên không trung, tiếp tục hung hăng đuổi theo anh, không chết không thôi. Không minh thành đồng để giết trọng, dịch hình hoán vị. Nhìn cửu long bên dưới, Trác Phàm nhất miệng cười tà đạo, sau đó bên trong đồng tử phải, vầng sáng màu vàng ống chiếu sáng rạng rỡ. Lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, chín đầu băng long hung hăng va chạm trên cửu thiên, hàn khí mạnh mẽ nhất thời phát tán, làm cho toàn bộ không khí đều đông lại, làm ầm vang một tiếng vỡ vụn, hóa thành từng đạo vụn băng rơi xuống. Thế nhưng bên trong vụn băng lại không có bóng dáng Trác Phàm. Trác Phàm đột nhiên lắc mình xuất hiện ở một hướng khác, vẫn nở nụ cười nhìn về phía cửu long như chê cười hắn ta vô dụng. Điều này càng khiến Ngô Nhân Đông càng thấy tức giận, rống lớn một tiếng, chín đầu băng long lần nữa nhanh chóng đánh về phía Trác Phàm. Đáng tiếc Trác Phàm có sức mạnh không minh thành đồng, thân hình lơ lửng không cố định, nhưng nghe tiếng ầm ầm vang bên tai không dứt, mảnh vụn chín đầu băng long vẫy ra đầy trời, nhưng vẫn không thể tổn thương một góc áo của Trác Phàm. Ngô Nhân Đồng càng giận hơn, nhưng sắc mặt càng thêm nghiêm túc, bởi vì thực lực Trác Phàm quả thực vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Trác Phàm tránh thoát khỏi sự tấn công của hắn một cách nhẹ nhàng, điều này cho thấy thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều,
người ta khinh thường phải đánh nhau cùng hắn mà thôi. Lúc này bên yếu thế cũng nên hiểu rõ, biết khó mà lui. Thế nhưng Ngô Dinh Đông vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phạm nơi đó, hai mắt nóng rực không nhục chí, bởi vì hắn cũng không phải là muốn đánh bại Trác Phạm mà chỉ muốn thương tổn anh một chút là cũng được rồi. Như vậy đã đủ để phá vỡ giao dịch hai bên. Nghĩ như vậy, Ngô Dinh Đông lần nữa nổi giận gầm lên, thoáng chốc chín đạo băng long ngửa mặt lên trời rống lớn, khí thế mạnh mẽ, khí tức rét lạnh khiến cả mặt trời hư không đều đông cứng lại, tản ra một màu tái nhợt. Bầu trời vốn sáng sủa đã phủ lên một tầng mây đen, tầng đó hoa tuyết trắng xóa yên tĩnh bay xuống, khí tức mạnh mẽ như hình thành một cơn bão tuyết, nhất thời bao bọc xung quanh Trác Phàm, anh không thể nhìn rõ chuyển động xung quanh. Nhìn tất cả, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng. Xem ra lần này hắn ta mới chính thức xuất toàn lực, nếu không đánh ngã tiểu tử này, hắn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, hay là vốn muốn chỉ cho hắn một con đường sáng, kết quả vừa tới đã muốn đồng thủ, thật sự không có ý tứ mà. Vừa nói Trác Phàm vừa vén tay áo lên, trên mặt vẫn nở nụ cười, anh thật lòng muốn thử một chút là như đệ. Mà ở một nơi khác, Ngô Dinh Trạch đang đàm phán công việc trong một tòa thành đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy bên ngoài khí tượng thay đổi, tuyết bay ngập trời, sắc mặt trở nên ngưng trọng, rống to một tiếng. Đáng chết, tên tiểu tử thúi này lại gây phiền phức cho chúng ta, phụ thân hắn cũng như không được mắng lớn. Đám gia nô kia làm sao vậy chứ, không thể trông chừng được nó để nó ra ngoài quấy rối sao? Nếu hủy hoại việc làm ăn lớn này của chúng ta, xem lão phu thu thập các người như thế nào. Hoàn toàn không nghe được phụ thân hắn quở trách, Ngô Dinh Đông đã nghĩ đến dù có thế nào hắn vẫn làm theo ý mình, không thèm để ý chút nào, khí thế cường đại tiếp tục phóng thích. Wow, là một tiếng rồng gầm vang lên, chín đầu băng long khí thế cao mất trời. Ngay sau đó đuôi cửu long hất lên cùng nhau phóng thẳng về phía Trác Phàm, chớp mắt đã tới gần, nhanh hơn trước mấy lần. Mà lần này chín đầu băng long không còn đập lung tung giống như vừa rồi, mà từ bốn phía tụ đến vây Trác Phàm và bên trong sẽ đã hung hăng đánh tới. Nhưng lần này Trác Phàm lại bất động, có điều trên cánh tay phải ánh sáng hồng long cuồn cuộn chấn động tâm hồn, rung động không ngừng, phát ra khí thế cuồng bạo. Không minh thần đồng tầng thứ tư không chấn, đầu cửu long đã hung hăng đánh tới, nhưng Trác Phàm vẫn bất động như cũ, hoàn toàn không để trong lòng, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, mắt phải chớp động lên bốn vòng sáng vàng óng. Chỉ một thoáng, trong 4.000 mét xung quanh Trác Phàm, toàn bộ không gian nhanh chóng chấn động, ngay cả đại khí cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, không ngừng bị xé nát, phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Mà chín đầu băng long thì 8 đầu trong đó khi vừa xuất hiện rung động, thân thể đã nhịn không được lắc lư, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, trên mắt vỡ thành vụn băng bay ra tứ phía. Chỉ còn một đầu tự nhiên cố trấn định thân thể, nghĩ là nghĩ lời muốn tiếp tục đánh tới, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, thân thể chấn động, đôi rồng hất lên, nhất thời lui về phía sau. Không phải tìm đến chân thân trên sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm lấy được tinh mang, lập tức bước chân về phía băng long đang rút lui. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước người hắn, một cú đấm dữ dội hung hăng nện xuống. Chín đầu băng long, 8 đầu do nguyên lực biến thành, chỉ có một đầu là dung hồn hóa thành, cho nên mới có thể chống cự chấn động không gian vừa rồi. Như công tử, chiêu này ở trước mắt ta không có tác dụng gì đâu. Một âm thanh nặng nề vang vọng giữa trời, một đạo rồng gầm gào rú, băng long kia liền phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, rồi đột ngột rơi xuống đất, đập ra một cái hố lớn với đường kính hơn 100 mét. Khi một cơn gió lớn thoảng qua, bụi mù tiêu tán, xuất hiện trước mắt Trác Phàm là một thanh niên thân hình yếu đuối, sắc mặt trắng xám mà thôi, khóe miệng còn mang cái vệt máu đỏ tươi, không ai khác chính là nhị công tử Ngô Dinh Đông. Chậm rãi hạ xuống trước người hắn, Trác Phàm khẽ cười, thế nào, còn đánh không? Lần này xem như ngươi thắng, nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi đã thương bốn công tử, Hải Xuyên Thương Hội nhất định sẽ không bỏ qua, ngươi chờ chết đi. Khẽ cánh môi, Ngô Dinh Đông không cam lòng, hừ một tiếng quay đầu muốn đi. Hắn đi được mấy bước, Trác Phàm khẽ nói, ngươi không nghĩ đến ta cùng thương hộ các ngươi mua bán cái gì sao? Thân thể không nhìn được ngừng lại, sắc mặt Ngô Dinh Đông khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, quay đầu lại nhìn Trác Phàm giễu cợt, buồn bánh sao, ngươi nghĩ hay lắm đó, ngươi thương tổn tới bổn công tử,
ngươi cho rằng cha ta còn muốn buôn bán với ngươi sao? Nằm mơ đi, ông ấy không chặt ngươi làm mấy khúc là cho chó ăn là tốt rồi đó. Ồ, phải không thế? Thế nhưng ta thấy Lệnh Huỳnh đối với kinh doanh đế bụng hơn là ngươi đó. Có lẽ trong mắt hắn chỉ có làm ăn mà thôi, không có ngươi đâu. Trác Phàm đối chọi gay gắt, cười xì ra tiếng. Ngô Như Đông nghiến răng, ngụy biện. Đại ca ta là đại ca ta, cha ta là cha ta, hiện tại thương hộ do cha ta làm chủ. Xem hình mà biết ý, Lệnh Huỳnh người có địa vị khá cao trong thương hội. Nhìn phong cách hành sự của Huỳnh người, ta liền biết Lệnh Tôn có tính cách thế nào. Lắc đầu khinh miệt, Trác Phàm không chút khách khí nói tiếp. Nếu như Lệnh Tôn thực sự yêu mến người, thái độ của Huỳnh người sẽ đối với người sẽ khác đi, hoặc ghen ghét hoặc yêu mến, nhưng hắn ta chẳng biểu hiện gì. Điều này cho thấy nhị công tử lạnh lùng trong thương hội rất thảm, hầu như là lạnh không khí. Im miệng, hai tay siết chặt. Ngô Như Đông chỉ vào Trác Phàm hét lớn, ngươi là cái quái gì mà dám chửi bới thương hội chúng ta? Việc làm ăn với thương hội chúng ta thất bại rồi, ngươi cút đi. Trác Phàm nhìn hắn bật cười ra tiếng, ta nói này, ngươi chỉ muốn phá hư việc làm ăn của hai bên thôi đúng không? Cái đuôi hồ ly của ngươi lộ ra rồi đó. Ồ, sắc mặt Ngô Như Đông biến ảo không ngừng, nhìn Trác Phàm không nói ra lời. Người này là ai thế? Vì sao có thể nhìn thấu tâm tư của hắn đến như vậy chứ? Có phải người thật sự muốn phá hỏng việc làm ăn này không? Ngô Như Đông ngơ ngác đứng tại chỗ, trầm ngâm không nói gì. Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên lại cười quý dị sâu xa nói. Có thể nói ra nguyên nhân không? Để lý do chính đáng ta có thể từ bỏ việc làm ăn này như ý muốn của người. Cái gì? Khẽ dịch mình, Ngô Như Đông không thể tin nổi nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt biến ảo không ngừng. Không phải ngươi muốn dùng thương đạo sao? Việc làm ăn này không thành, làm sao ngươi mượn dùng thương đạo của nhà ta chứ? Chuyện này ngươi không cần để ý, dù sao ta chính là người tùy tiện như thế đó. Trong mắt có tinh mang lóe lên, Trác Phàm dùng âm thanh mê hoặc. Như công tử, đề việc của ngươi trong thương hội thế nào ta hiểu rõ. Bà ngoại không thương, cậu không đau lòng, chính sự không xen tay vào được, việc vặt vãnh cũng không cần đến ngươi làm. Có thể nói là một phế nhân. Ngươi đừng chối, ta nói là sự thật. Trác Phàm phản nhiên cười tiếp tục nói, ngươi không xem tay vào, không quản được thương hội, thực lực của ngươi quá yếu, không thay đổi được tâm tư của ta. Giờ khắc này, việc làm ăn thành công hay không, quyền quyết định nằm trong tay ta. Cha ngươi và đại ca ngươi, người khác đều không thay đổi được. Mà nếu ngươi có thể thay đổi được đại ca và cha ngươi, thì ngươi đã làm rồi, còn tìm đến ta làm gì chứ? Cho nên bây giờ ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chỉ có ta, mà ta chỉ muốn nghe một lý do chính đáng mà thôi. Chẳng lẽ điều này nhị công tử không thể nói ra được, hay là vì nhất thời tức giận mà đến gây chuyện thị phi? Như vậy có khác gì đứa trẻ con đâu chứ? Khó trách cha người chướng mắt người. Bờ môi run rẩy, Ngồi Như Đông nhìn chằm chằm Trác Phàm một lúc lâu, thở dài. Được, người muốn nghe nguyên nhân đúng không? Và để ta nói, ta hận cái thương hội này, ta không muốn để nó tiếp tục rộng lớn, ta muốn hủy nó, có thể chứ? Vì sao? Ngươi là nhị công tử thương hội, là nhân vật thượng tầng, là người được lợi mà. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đến ngồi trên một khối đá to, nhìn nhị công tử đang tức giận kia, sâu xa nói. Nếu những lời này thốt ra từ miệng những hộ vệ kia, ta còn có thể hiểu được. Ngươi làm oán giận ông chủ, chuyện này không thể trách được. Thế nhưng, ngươi là người thừa kế, đại ca, Ngô Như Trạch của ngươi, không xem ngươi là đối thủ cạnh tranh, cũng không xem ngươi là cái đinh trong mắt. Nhưng ngươi lại muốn hủy việc làm ăn của gia tộc. Việc này không tốt cho ai cả. Có thể nói người là tên phá gia chi tử, muốn phá hoại gia nghiệp tổ tông, hay người bất mãn với địa vị của đại ca người, ghen ghét với hắn sao? Nguyên nhân này cũng đúng. Hồ ly ăn không được quả nho, liền nói quả nho chua. Thứ người không có, người khác cũng không được mơ tưởng. Chuyện như vậy trước kia ta cũng đã từng gặp qua. Người mới là cái loại người này. Ngồi nhìn đồng ta, đầu đầu trời chân đập đất, cho dù có ra khỏi nhà cũng không quan trọng. Sao thể ham danh thương vị hội chứ? Vậy vì sao? Quá vô tình. Ngồi nhìn đồng, họ đứng như đang nghiến lợi. Ngươi cũng đến thương hội rồi, không thấy những người kia không đúng nịnh bợ làm trò hề sao? Trố mắt nhìn Trác Phàm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, phục vụ đúng chỗ. Đó là cảm giác của ngươi. Khẽ cắn môi, trong lòng Ngô Như Đông tự như kìm nén nỗi giận trống lên. Hải xuyên thương hội chúng ta luôn tôn trọng khách hàng, nên làm ăn mở rộng khắp nơi. Trước kia đó là niềm kiêu ngạo của ta, vì theo ta cảm thấy làm ăn phải hòa hoãn, mọi người lễ kính đối đãi mới thể thành công. Nhưng về sau ta mới phát hiện ra giang hòa khí sinh tài này biến thành nhu nhược, đối với một số cao tầng đánh không đánh lại
mắng không mắng lại đã đành, đến tính mạng bị thiệt hại nhưng vẫn luôn muốn duy trì mối quan hệ làm ăn. Làm ăn vốn nên cò kè mặc cả, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Thế nhưng ngươi không tôn trọng ta, tại sao ta lại kính trọng ngươi chứ? Chúng ta đã làm được đủ lớn, không cần phải giống một số thương nhân mới, không đúng. Ngây thơ. Thế mà còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã khẽ cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Khó trách lão cha ngươi bỏ ngươi qua một bên. Dàn người như ngươi làm sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ngươi cho là mình có thể đứng vững trên đời, không cần ủy khuất cầu toàn, nhưng lại không biết rằng vẫn bị cường giả chân chính khống chế. Chỉ cần đi sai một bước, lập tức cả nhà bị diệt tộc. Ngươi như đông cả kinh thốt lên, ngươi cũng nói như vậy sao? Đương nhiên, từ xưa đã nói người giàu không tranh giành với quan viên, không phải là không có đạo lý. Bất giác bật cười khoát tay, Trác Phàm nhìn về phía hắn, trong mắt có tinh mang lóe lên, dường như hiểu thấu tâm tư của hắn.